giữa viêm họng hạt, viêm amidan. Đây, dạ Thảo Liên đây. Hôm bữa là ngày xưa thiết bị viêm họng hạt. Viêm amidan hai cục nó to. Đó khi mà thời tiết bất lợi, ví dụ như lạnh nè, uống nước đá nhiều, hai cục nó sẽ to lên, nó sẽ chèn ép cái họng mình á, mình ăn á nó đau và mình nói á, cái hơi nó bị khàn khàn. Và ai mà bị viêm họng á, khi mà nói á nó kiểu như khàn khàn, nó không có được thanh. Thì cái chai amidan này sẽ giải quyết được cái vấn đề. Bạn nào bị amidan bác sĩ cắt, kêu cắt, đừng vội cắt nha. Nghe lời thép đây, mua một chai 290.000 bằng thảo mộc hết, đây có giá. Giá bán lẻ luôn, cả nhà yên tâm không bán phá giá. 290 cành chúng ta mua về thử cho thép một chai. Nếu như mà nó không cải thiện được 8-90% á thì lúc đó bạn muốn cắt gì thì tùy mình. Còn nếu cải thiện được thì tốt, không cần phải cắt, không cần phải tốn tiền, không cần phải móc mát cái gì trong cơ thể nha. Chai này amidan xài rất đơn giản, bạn nào bị amidan nặng ngày xài 3 lần, còn nhẹ nhẹ thì ngày xài 1-2 lần. Ok, bạn nào nặng thì mình chỉ cho cách xài, một mỗi lần lấy 3 giọt súc miệng sạch sẽ. Lấy một giọt này bỏ vào kem đánh răng súc miệng sạch răng. Xong, lấy cho mình 3 giọt nhỏ qua lưỡi, ngậm trong vòng 1 phút, xong nuốt xuống nhẹ cái. Đó, thì cái tinh dầu nó sẽ lan tỏa trong cái vòng họng mình á. Nó sẽ giúp cái những cái hai cái cục amidan á nó sẽ teo lại, nó sẽ không còn sưng nữa nha cả nhà. Bạn nào nặng thì ngày làm 3 lần, còn nhẹ nhẹ thì làm ngày 2 lần, duy trì thì một tuần chúng ta làm một lần. Chai đầu tiên thì chúng ta xài xuyên suốt cho thép 1 tháng. Nếu như trường hợp nó giảm được 90% thì một tuần chúng ta xài 1-2 lần để duy trì. Còn bạn nào xài hết chai này, viêm họng hạt, viêm tai giữa, viêm amidan không có hiệu quả, alo cho thép qua cái số shop đây để nhận lại cái số tiền hoàn lại nha.